năng này mới xuất hiện trên người em T, sinh năm 2011, học sinh lớp 1G, trường tiểu học Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, chiều ngày 2 tháng 5 vừa qua. Trao đổi với phóng viên, em T và gia đình em nói rằng vết thương này do cô chủ nhiệm lớp 1G dùng thước kẻ gỗ đánh em. Thế hôm cô giáo đánh con thì là cô giáo dùng gì để đánh con? Thước gỗ. Thế khi sau khi cô giáo đánh con thì cô giáo còn nói gì về con? Gia đình em T cũng chia sẻ, sau khi thấy vết thương trên người em, gia đình có hỏi thì ban đầu em T không dám nói là do cô giáo đánh mà nói là vết muỗi đốt. Sau khi gia đình trò chuyện nhiều hơn, em mới nói thật là do cô giáo chủ nhiệm đánh. Điều này khiến gia đình vô cùng bức xúc. Sau khi phát hiện ra thì bắt đầu sang cô mới nhận là lúc ấy áp lực lớn quá, cháu nó không làm bài được thì đánh nó. Bây giờ chỉ có yêu cầu nhà trường, cái hình thức kỷ luật thế nào thì do nhà trường, tôi không cần biết cái chuyện đó. Ngay trong chiều nay, mùng 4 tháng 5, phóng viên kênh truyền hình VOV TV cũng đã làm việc với đại diện trường tiểu học Kiêu Kỵ. Hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định sự việc cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh như vậy là sai so với quy định và nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật. Theo tôi thì việc mà cô giáo đánh học sinh thì là hoàn toàn sai. Bản thân tôi cũng đã đến được nơi và cũng có vé náo lên xem thì cháu thì sức khỏe bình thường, tâm lý ổn định. Tuy nhiên là cái vết tím thì nó vẫn còn một chút. Ngày hôm nay thì nhà trường đã tổ chức cuộc họp gồm có ban giám hiệu, ban thanh tra, hội cha mẹ học sinh và gia đình của cháu. Thì qua trao đổi thì nguyện vọng của gia đình là cũng muốn là giải quyết nội bộ và yêu cầu nhà trường là sẽ trả lời bằng văn bản đấy gia đình về hình thức kỷ luật của cô giáo. Về phía Ủy ban Nhân dân xã Kiêu Kỵ cũng cho biết sự việc có xảy ra trên địa bàn và sẽ cùng các cơ quan liên quan phối hợp xử lý.